Audio TMX. Xin chào toàn thể anh em nhé. Nay thì em có về một cái lô khiển. Cái khiển này là dành cho sản phẩm vang số K8000 mà bên em được vừa rồi cung cấp cho anh em. Thì hiện tại là cái sản phẩm này, anh em nào có nhu cầu muốn mua cái khiển này được chưa? Để về sử dụng cho cái sản phẩm của mình thì anh em có thể liên hệ em qua số điện thoại là 0976 833 612, hoặc khiển này có thể được sử dụng cho tất cả những cái dòng vang của Siso nhá. Dòng vang của Siso thì đều có thể dùng được. Thì rất là trân trọng cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ bên em trong cái thời gian qua. Đây là cái khiển này là dành cho anh em, khiển này là chuyên cho vang số, đặc biệt là những cái dòng Siso hoặc là những cái dòng của BTE. Đó, thì vang K8000 thì chính là đây rồi ạ. Và ok, đấy thì rất là tuyệt vời. Rất là tiện khi anh em dùng vốn cộng vốn trừ và khá là ok. Ở trên khiển này có mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, mode 5, mode 6. Music cộng, music trừ, mic cộng, mic trừ, effect cộng, effect trừ. Một điều khá là hay em đấy ở đây là có vốn cộng và vốn trừ. Cái này là để chỉnh tổng. Chỉnh tổng để cho tất cả anh em nhá. Và một cái ở dưới là KTV, chọn các cái chế độ chống hú. Khá là hay. Khá là hay. Rồi anh em có thể lên website audiotmx.com của bên em để đặt hàng nhé.